Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả các anh chị đã và đang xem video của em. Em hôm nay em quay một cái clip không có gì cả. Chỉ muốn nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã theo dõi và quan tâm mua hàng và đã từng biết đến bên em. Dù qua một lần xem video, nhưng em cũng rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi những video của em và những cái clip, những cái cây và những sản phẩm bên em. Có thể là anh chị chưa mua và cũng chưa ý định mua hoặc là chưa đủ tin tưởng để mua, thì em cũng rất là cảm ơn đã đồng hành và theo dõi những bước đi của em. Thì để mà phát triển được thì cần rất nhiều thời gian. Em sẽ cố gắng để có những cái video thật chất lượng hơn những cái video cũ, để các anh chị cùng biết và cùng tìm hiểu thêm về các loại hoa lan, phong lan, địa lan, các loại lan nói chung và những loại lan đột biến nói riêng. Bởi vì các loại lan đột biến thường thì giá trị rất là cao. Thế nên là cần những cái sự nhận diện đúng đắn, chứ chúng ta không nên ồ ạt quá để rồi mua phải những cái cây mà mình chưa thực sự là tìm hiểu, biết sâu về nó. Thì cũng là một điều rất là cần chú ý, để mọi người nên chú ý tìm hiểu thật kỹ. Trong video nào của kênh Thiên Đường Ngàn Hoa em cũng nói như vậy, đa phần là như vậy. Mọi người hãy tìm hiểu thật kỹ cây mà mình định mua trước khi mà mình xuất tiền ra để mua. Có thể là anh chị chưa gặp em một lần nào hoặc đã gặp rồi, nhưng em muốn là xây dựng được một cuộc chơi. Khi ví dụ anh chị không biết gì về một cái cây năm cái trắng hiển oanh chẳng hạn, anh chị có thể tìm đến kênh của em và mở cái video lên, thì cây nó đang hoa như thế thì hiện trạng như thế nào. Thứ nhất, em có thể tả được những cái cây, những cái hiện trạng của cái cây nó đang thực tế để các anh chị đều biết. Cái thứ hai, đó là cùng những sự hiểu biết của em về cái cây đó, về một cái cây nào đó, thì em sẽ biết được rằng là nó biến đổi như thế nào, màu sắc ra làm sao, thân lá như thế nào. Thì nó cũng như kiểu là cây mắt đỏ tân lạc ấy. Thì những cây mắt đỏ tân lạc của em thì cái video của em nó có rất nhiều hoa và nó là một giò rất là to. Thế nên là các anh chị có thể xem và tìm hiểu thêm về cây đó. Thì năm nay thì cũng là năm 2020, thì nó cuộc chơi nó cũng đỡ hơn là những năm về trước. Nhưng mà cũng rất là nhiều người là nói với em và nhiều thông tin ấy, em biết thì là cây mắt đỏ của em với cái cây cánh bầu đại hay là với cây mắt đỏ thường hay gì đấy, đại loại là mắt đỏ tân lạc, thì nó cũng là một cây. Nhưng thực sự thì để mà đánh giá một cái cây ấy, thì nó không thể nói qua một vài câu từ được, hay là một vài cái chi tiết hình ảnh hay là video được, mà là cần sự kiểm chứng. Bởi vì một số người là có thể là mua cây cánh bầu đại, nhưng mà hoa nở thì nó chẳng khác cái cây của em cả. Và em thấy là nó, cái cây của em nó cũng có sự biến đổi, có năm cánh to, năm cánh nhỏ hơn, có năm màu cánh thì tím, có năm thì cánh nó hơi ám. Thì nó phụ thuộc vào những sắc tố. Thì cây nào em cũng nói rằng là cây nào nó có biến đổi hay không, hay không biến đổi. Thì em cũng nói với anh chị để chúng ta có thể tìm ra được một cuộc chơi nó đơn giản và nó thật và nó có giá trị thực, chứ không thể cứ đổi một cái tên mới thì lại thành một cái cây mới. Thì em chỉ ví dụ một hai cây như vậy thôi. Thì còn có thể anh chị thì biết nhiều hơn em, hoặc là chưa gặp nhau ấy, chúng ta chưa thể hiểu được về cái vấn đề mà cái giá trị đi tìm của một cây lan nó là cái gì. Thì những cái cây mà em làm video ấy, thì thực sự em muốn nó là có một cái tên. Và khi mà đã có một cái tên lâu như vậy rồi, thì cái việc mà
một cây mà nhiều tên thì cũng rất là nhiều. Thế nên là anh chị nên cân nhắc. Với những cái kiến thức của em thì anh chị có thể hỏi em để biết thêm thông tin về một số các loại cây khác. Thì có thể nhắn vào cái phần mục chăm sóc khách hàng của bên em ấy. Thì sẽ có người trả lời hoặc là em trả lời. Thì nhân đây thì em cũng gửi lời xin lỗi đến tất cả các anh chị đã mua hàng của nhà em hoặc chuẩn bị mua hàng của nhà em nhưng chưa mua được những cây mà mình thực sự yêu thích. Còn những cây nào anh chị yêu thích mà anh chị có thể xem lại video trên kênh Tiên Đường Ngàn Hoa, em cũng có thể là bán cho anh chị được. Nó rất đơn giản thôi. Quan trọng là nếu như nhà em còn hàng thì em vẫn sẽ bán. Đấy. Thì xin lỗi tất cả mọi người vì thực sự là cái việc khâu chăm sóc khách hàng của em nó cũng chưa được thực sự là tốt. Thì em sẽ cố gắng trong năm 2020 này có thể là sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn. Còn những cái giống lan có nhiều cây nó giống hệt nhau, nhưng em chưa dám khẳng định là nó là một cây. Bởi vì nếu như những cây đấy mà em khẳng định nó là một cây thì nhiều người, những người đặt tên cây về sau này hoặc đặt về trước thì cũng toàn là người quen của em. Em cũng quen rất là nhiều nên là nó là một vấn đề khó hơn. Thì em sẽ xây dựng tiếp và sẽ cố gắng để mọi người chúng ta cũng có thể tìm hiểu và biết nhiều hơn về các loại hoa lan. Chúc mọi người một năm mới mạnh khỏe, vạn sự như ý. Và mọi công việc chăm lan được khỏe mạnh, cây cối phát triển tốt để có thể ngắm một mùa hoa. Bởi vì năm nay là năm 2020 thì em là mới bán hàng ở trên cái kênh YouTube là được có một năm, chưa được một năm. Gần như là em không bán mấy, chủ yếu là em tìm hiểu các loại cây và chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái mà mình biết đến mọi người. Năm tới thì em sẽ làm cái kênh video, kênh YouTube nó được hoàn thiện hơn. Thì chủ yếu là em vẫn xây dựng website để cho mọi người cùng tìm hiểu và biết. Trên đó thì em cũng tả rất là chi tiết một cái loại hoa lan, lá nó to như thế nào, dài rộng ra làm sao, cây như thế nào, mùa phát triển ra làm sao và mùa rừng ngọn như thế nào. Tất cả em đều viết rất là chi tiết trên đấy. Mọi người có thể tham khảo thêm và tìm hiểu thêm các loại hoa lan khác, những cái loại mà em không có hoặc những cái loại mà em có, những loại anh chị có, để tìm hiểu thêm và xem sự phát triển của cây để chúng ta có một không gian trồng cây mà nó không ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều và cây vẫn phát triển tốt. Thì bởi vì kênh ở như bên em ấy thì là đều phát triển về hoa cây cảnh, hoa lan hay là một số những cái loại khác, rất là nhiều loại. Thế nên là có rất là nhiều những cái loại hoa khác. Thì sau năm em sẽ làm thêm nhiều loại hơn là hoa lan. Thì mọi người rất mong là mọi người sẽ ủng hộ. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video lần sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.